cho em do người ta không tự tin vào bản thân mình, cho nên nhấn chìm người khác để mình được tôn lên. Hoặc là nhiều khi bạn bè thì giận nhiều người. Chúng ta thành công hay không chứ không phải vì chúng ta khi chúng ta có một điểm là